Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Quý Dậu trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Dậu. Trong năm Thái Tuế gây nhiều ảnh hưởng, tử vi tuổi Quý Dậu 2020 cảnh báo những khó khăn mà con giáp này phải đối mặt. Nào là áp lực tài chính, nào là rắc rối trong công việc, đủ chuyện khiến cho bản mệnh mệt mỏi không thôi. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Kiếm Phong Kim, có ngày sinh từ 23 tháng 1 năm 1993 đến ngày 9 tháng 2 năm 1994. Đầu tiên thì xét về nam mệnh, sự nghiệp trong năm 2020, người tuổi Quý Dậu chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc là mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ và lôi kéo của bạn bè. Vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến cho bản mệnh khó có thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, người tuổi Quý Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp. Vì thế, khó đạt được sự đột phá. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên thì con giáp này cần tham gia nhiều hoạt động hoặc là các loại báo chí, sách vở giúp cho truyền cảm hứng và thay đổi tâm trạng. Tốt nhất nên tránh xa những bạn bè xấu hay rủ rê lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi, làm lơ là sự nghiệp. Không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc để suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Xét về tài lộc, bởi phạm tam tai 2020, tình hình tài chính của người tuổi Quý Dậu trong năm Canh Tý không ở vào trạng thái lý tưởng, bản mệnh dễ phải chi tiêu tốn kém trong các mối quan hệ bạn bè, anh em, dễ dùng tiền lãng phí, không đúng mục đích vào các hoạt động vui chơi, tụ tập. Ngoài ra, năm nay là một năm khá đào hoa với bản mệnh. Tuy nhiên, nên giữ lý trí khi quan hệ với người khác, không nên tiêu phí quá độ để thể hiện bản thân mình. Để có thể giảm bớt những áp lực về kinh tế, bản mệnh cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, không dùng tiền vào những việc không cần thiết, giảm thiểu các hoạt động vui chơi. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Muốn phát tài nhanh và bền vững thì bản mệnh cần dựa vào chính khả năng của mình, không nên chỉ dựa vào vận may của bản thân hoặc lợi dụng công sức của người khác. Những mưu đồ không tốt có thể khiến bạn lâm vào nhiều rắc rối, thậm chí là phá sản. Còn xét về tình cảm, nhân duyên của người tuổi Quý Dậu trong năm 2020 khá tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân. Bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây được ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá là khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của Thái Tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì tuổi Quý Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên.
Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng giao lưu thì cần chú ý biết giữ mình, không nên quá chén, khiến cho bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Không nên quá chén khiến cho bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Xét về sức khỏe, tình hình sức khỏe của con giáp này không được khả quan trong năm 2020. Tý và Dậu tạo thành cục diện tương hại, thái tuế Tý Thủy làm giảm bớt sức mạnh của Dậu Kim, gây nên nhiều rắc rối và hung hiểm. Về tổng thể thì trong năm Canh Tý, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt do tác động của các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá gây nên, khiến cho đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Con giáp này cũng dễ gặp đến vấn đề liên quan đến hô hấp, các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể mắc phải những căn bệnh nguy hiểm hoặc là các bệnh do thói sinh hoạt không điều độ gây nên. Để sức khỏe cải thiện, tránh được những tác động xấu, bản mệnh cần tránh đi đến những nơi ẩm ướt nguy hiểm như là bến sông, bến đò, không nên đến những nơi có nhiều sát khí hoặc những chốn ăn chơi đông người phức tạp như là quán bar, vũ trường, quán karaoke. Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám, tập trung nhiều sát khí, khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Sức khỏe kém trong năm nay, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì bạn nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, đến thư giãn ở nơi có nhiều cây cối, bầu không khí trong lành, cũng như là quan tâm để ý tới người nhà của mình nhiều hơn. Thứ hai, cùng xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, nữ 1993 đã yên bề gia thất thì năm 2020 là một năm tình cảm vợ chồng luôn bền chặt và hạnh phúc bên chồng con và gia đình. Đối với nữ Quý Dậu còn đơn thân thì năm nay tình cảm không được tốt, tình duyên có sự lung lay do tình cảm giữa mình và đối phương cùng với gia đình có sự ngăn trở. Chuyện tình cảm không có mấy khởi sắc và không tìm được người mà mình mong muốn. Cung tam hợp tử vi Quý Dậu 2020, nữ mạng có các sao Nguyệt Đức, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc hao tán và trong họ hàng có tin vui về cưới xin và thêm người trong nhà. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, cung xung chiếu tử vi nữ 1993 năm 2020 có các sao Long Đức, Mộc Dục, Đà La, Triệt. Đây là sao chủ về ra ngoài chú ý tai nạn và sức khỏe không được tốt. Chú ý bệnh về đường tiêu hóa hay là thể trạng cơ thể không được tốt, tuy nhiên đau ốm thì cũng nhanh khỏi bệnh. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, cung đặt mệnh tử vi tuổi Quý Dậu nữ mạng năm 2020 có các sao Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn không được tốt, không nên thay đổi công việc làm trong năm này. Đối với công việc thì năm nay không phải là một năm tốt, không nên đầu tư tiền bạc vào công việc cũng như là không nên thay đổi công việc làm ăn. Về tài lộc, cung nhị hợp tử vi tuổi Quý Dậu năm 2020 nữ mạng có các sao Thái Tuế, Mộ. Đây là bộ sao chủ về giữ lời ăn tiếng nói cẩn thận. Tiền bạc làm ra không được bao nhiêu, tuy nhiên chi tiêu vào gia đình và con cái thì nhiều. Xét theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy tử vi tuổi Quý Dậu năm 2020 nữ mạng 1993 là một năm không được tốt, cả về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, tiền bạc có sự tiêu pha hao tán nhiều. Ra ngoài thì chú ý chân tay có tỳ vết và tình cảm gia đạo có sự bất hòa. Đối với nữ mạng tuổi 1993 đang mang thai nghén trong năm 2020 thì mọi việc đều phải cẩn trọng, bởi sao chiếu mệnh kế đô mang đến khó khăn, bệnh tật khiến cuộc sống của bạn lao đao lận đận. Sao hạn thiên tinh mang đến bệnh tật, làm cho sức khỏe suy giảm, mệt mỏi và lo âu. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Quý Dậu năm 2020, tử vi tháng 1 2020 âm lịch, bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Quý Dậu phải đối diện với nhiều rắc rối và phiền não liên quan đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe hay là tài lộc. Bản mệnh thường khó tập trung vào công việc nên mắc nhiều sai sót, thường phải nhận lời phê bình, khiển trách của cấp trên. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến sự tự tin cũng như là thái độ tích cực trong công việc của bản mệnh. Bạn thường tìm cách trốn tránh những nhiệm vụ được phân công, cũng dễ bỏ lỡ
lỡ. Bạn thường tìm cách trốn tránh những nhiệm vụ được phân công, cũng dễ bỏ lỡ những cơ hội trước mắt. Tình trạng sức khỏe do đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng do bản mệnh phải chịu áp lực trong thời gian dài. Bạn dễ cảm thấy căng thẳng, lo lắng, các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm thường xuyên xuất hiện. Tình hình tài chính bình ổn, không có nhiều điểm sáng, không thích hợp đầu tư. Đồng thời, trên phương diện tình cảm, người độc thân không tìm được người ưng ý, duyên phận chưa đến với bạn, vì vậy không nên dành nhiều thời gian vào công việc hơn. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch, trong tháng 2 âm lịch thì vận thế của người tuổi Quý Dậu vẫn khá ảm đạm, tình hình tài lộc cũng không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc thì bản mệnh khó được nhận vào những vị trí mong muốn, thường không được cấp trên đánh giá cao, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu do năng lực làm việc còn hữu hạn hoặc thường xuyên sao lãng trong công việc. Đồng thời, người tuổi Gà cũng thường xuyên mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp, khiến cho mối quan hệ xã giao không được tốt. Con giáp này cần phải tăng cường trò chuyện với mọi người, chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, không nên nóng nảy, bốc đồng, nói năng thiếu suy nghĩ, có như vậy thì mới mong cải thiện được nhân duyên. Tình hình tài chính có dấu hiệu xuống dốc bởi bản mệnh cần chi phí nhiều cho các hoạt động xã giao mà thu nhập thì không thay đổi. Tuổi Quý Dậu cần phải biết cách chi tiêu hợp lý, không nên tiêu xài lãng phí cho những thứ không cần thiết. Tử vi tháng 3 2020 âm lịch, trong tháng 3 này thì bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc trên phương diện tình cảm và sức khỏe. Những người còn độc thân thì trở nên cực kỳ đào hoa, bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Chỉ cần chăm chỉ ra ngoài tham gia vào các hoạt động giao lưu tập thể thì nhiều khả năng bạn sẽ gặp được một người phù hợp với yêu cầu của mình. Những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên hài hòa, nhưng cần phải tổ chức thêm nhiều buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm cho đôi bên, giữ hôn nhân luôn nồng nàn. Tình hình sức khỏe không có nhiều vấn đề đáng lo, bản mệnh nên rèn luyện thân thể tích cực hơn, giúp cho tinh thần phấn chấn, có tác động tốt đến sự nghiệp của mình. Trên phương diện sự nghiệp và tài lộc thì dù không có nhiều biến động lớn lao, nhưng tuổi Dậu giữ được phong độ ổn định, mối quan hệ giữa đồng nghiệp và cấp trên khá hài hòa, ít khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch, tài lộc của người tuổi Quý Dậu có dấu hiệu đi lên trong tháng 4 âm. Tuy nhiên thì sự nghiệp vẫn không ở vào thời điểm lý tưởng, đặc biệt là trong nửa cuối tháng dễ có biến động lớn. Vào thời điểm này thì thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bảo hiểm. Tuy nhiên, người tuổi này lại phải chịu áp lực khá là nặng nề trong công việc nhiều và vượt quá khả năng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vào những thời điểm như vậy thì con giáp này cần phải học cách biến áp lực thành động lực, cúi đầu trước khó khăn và luôn phải động viên bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra thì bản mệnh cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thời gian rảnh thì nên tham gia các hoạt động thể thao, đến những nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch, vào thời điểm tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Quý Dậu vẫn không có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó thì tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm. Trong công việc, con giáp này có thể bị tiểu nhân gièm pha hãm hại, khiến bạn không thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất những cơ hội học hỏi thăng tiến, thậm chí còn phải chịu sự nghi kỵ của đồng nghiệp. Tuy nhiên thì dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh hết sức, không nên tính tới chuyện trả đũa người khác, chưa chắc đã hại được người mà lại mang họa vào mình. Đồng thời, áp lực công việc cũng thường khiến những chú gà cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Tử vi tháng 6 âm lịch, tới tháng 6 tài lộc của người tuổi Quý Dậu khá vượng, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không khả quan. Thời điểm này, bản mệnh giữ thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong đầu tư, tuy nhiên thì vẫn tìm được những cơ hội đầu tư xứng đáng, đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân. Nhờ có thần tài phù trợ mà những người làm kinh doanh, làm ăn có lãi, tìm được những đối tác hợp tác ưng ý. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, bạn cần chú ý xử lý nhiều rắc rối. Đôi bên thường xảy ra nhiều tranh cãi, thậm chí là chiến tranh lạnh, vì bản mệnh thường dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên việc chăm sóc cho gia đình.
Tuổi Quý Dậu cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư tình cảm của đối phương. Khi nóng giận thì cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, không nên dùng những lời lẽ đay nghiến ác nghiệt để tổn thương người ấy. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Quý Dậu có dấu hiệu phát triển đi lên rõ rệt trong tháng 7 âm lịch, còn tình cảm thì không có nhiều biến động, chủ yếu giữ ở trạng thái ổn định. Trong công việc thì bản mệnh thường có thái độ hăng hái, tích cực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nhờ thế mà bản mệnh thường được cấp trên và khách hàng đánh giá cao. Trước mắt dù không thể thăng tiến ngay lập tức nhưng rất có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Trên phương diện tình cảm thì dù đôi bên không thường xuyên được ở bên nhau nhưng hai người ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau. Những người còn độc thân thì khá đào hoa, bạn có cơ hội gặp được nửa kia của mình trong các buổi giao lưu gặp mặt. Tử vi tháng 8 âm lịch. Trong tháng 8 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Quý Dậu có điểm sáng, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại giảm sút ít nhiều nhưng không quá đáng lo. Thời điểm này thì bản mệnh không có nhiều khoản chi tiêu, thêm vào đó bạn có thể thu được những khoản kha khá nhờ có sự may mắn cộng với đầu óc linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy, về cơ bản con giáp này có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình. Còn về vấn đề sức khỏe, con giáp này không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng dễ bị tổn thương bên ngoài. Khi đi đường thì cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Những người có việc thì cần phải đi công tác xa, luôn phải mang theo thuốc dự phòng bên người, đề phòng những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch năm 2020 thì tuổi Quý Dậu sẽ gặp vướng mắc trong sự nghiệp, do vậy nên tình hình tài chính cũng bị ảnh hưởng theo. Còn xét về công việc, bản mệnh có tinh khí nóng nảy, bốc đồng, dễ xảy ra xung đột với cấp trên hoặc khách hàng, sai lầm gây ra có thể tác động bất lợi đến công ty. Dưới tình huống này thì mệnh chủ cần thay đổi tính cố chấp cứng đầu của mình. Khi có lỗi sai thì nên chủ động nhận lỗi và chủ động tìm cách khắc phục, không nên có thái độ tránh hoặc là đổ lỗi cho người khác. Tài lộc của con giáp này cũng không khả quan, thậm chí mức lương cũng không được đảm bảo, tình hình tài chính vô cùng ổn định. Thêm vào đó, bản mệnh cần phải chi tiêu nhiều khoản trong cuộc sống nên cần chú ý tiết kiệm chi tiêu, không nên dùng tiền phung phí vào những việc không cần thiết. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch. Tháng 10 âm lịch về tổng thể vận thế của con giáp này có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là trong tình cảm có những biến động lớn lao, sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút. Cả người độc thân và những người đã lập gia đình đều sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm. Những người còn độc thân có thể phải chịu áp lực lớn do cha mẹ và người lớn mang lại. Bạn thường cảm thấy ức chế, mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Những người đã lập gia đình thì dễ rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, nếu không biết giữ mình thì dễ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Về tình trạng sức khỏe thì bản mệnh thường hay mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc là mộng mị, khiến đầu óc không tỉnh táo, mệt mỏi. Vì thế, trước khi đi ngủ, bản mệnh nên thả lỏng tinh thần, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Quý Dậu có những dấu hiệu tích cực trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý, tuy nhiên thì tình cảm vẫn tiếp tục xuống dốc. Trong công việc, bản mệnh giữ được suy nghĩ bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thể hiện được bản lĩnh của mình. Bạn dễ dàng nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên cũng như là sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững, thậm chí bạn có thể chạm tới cơ hội thăng tiến. Nhân duyên tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh, đặc biệt với những người hay phải đi xã giao, công tác, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên thì vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối vì bạn thường xuyên thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp. Đôi bên không thấu hiểu và bao dung cho nhau, thường hay xảy ra cãi cọ. Tử vi tháng 12 âm lịch, vào tháng cuối cùng trong năm Canh Tý, mọi phương diện của tuổi Quý Dậu đều có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trên hai phương diện tài lộc và tình cảm. Những người đang khởi nghiệp có thể giành được những cơ hội đáng quý, khiến cho công ty đơn vị thu được lợi nhuận khả quan, rất có triển vọng trong tương lai. Đồng thời đánh bại được những đối thủ cạnh tranh, tạo lập được uy tín trong thị trường. Những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng đưa ra được những quyết định sáng suốt, giúp cho công ty phát triển đi lên.
Trên phương diện tình cảm thì những người có tình cảm với nhau nhận được lời chúc phúc của người thân có thể tính đến chuyện về chung một nhà. Những người đã lập gia đình thì có một gia đình hòa thuận, mọi khúc mắc giữa các thành viên trong gia đình đều có thể được gỡ bỏ nếu đôi bên bình tĩnh trò chuyện và thấu hiểu cho nhau. Hóa giải theo phong thủy vi tinh năm 2020. Trong năm 2020, tuổi Quý Dậu gặp hạn Thái Tuế nên vận trình không được như ý, bản mệnh sẽ phải đau đầu bởi áp lực về tiền bạc đè nặng lên vai. Tiền kiếm được không ít, nhưng con giáp này đang phải phung phí vào những nơi không thực sự cần thiết, tới khi có việc cấp bách thì lại phải chạy vạy ngược xuôi. Trong chuyện tình cảm, người cầm tinh con gà dễ mù quáng và mắc sai lầm, thiếu tỉnh táo khi đưa ra quyết định quan trọng có thể khiến bạn hối hận về sau. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc của con giáp này, bản mệnh đang phải cạnh tranh gay gắt với đối thủ, chỉ cần lơ là một chút thôi là nhận phần thua về mình. Sức khỏe trong năm Canh Tý của tuổi Quý Dậu cũng khá tệ, vừa mệt mỏi về thể xác vừa căng thẳng về tinh thần, những suy nghĩ tiêu cực có thể đẩy bạn vào ngõ cụt. Xem phong thủy 2020 thì cửu tử quý nhân tinh bay vào cung chính nam. Nếu mệnh chủ biết sắp xếp phong thủy hợp lý ở vị trí này thì có thể giúp cho nhân duyên thêm vượng. Ở góc này trong nhà thì nên giữ ánh sáng thường xuyên chiếu rọi. Ngoài ra có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ để tăng hỉ khí. Điều này không chỉ tốt cho nhân duyên mà còn tốt cho sức khỏe. Gia đình có người hay ốm yếu bị bệnh về tỳ vị thì đừng bỏ qua. Để giúp cho tài lộc thêm vượng, giáp người tuổi Dậu còn phải giữ cho đại tài vị năm 2020 là phương Tây Bắc trong nhà được gọn gàng sạch sẽ. Cửa chính, cửa sổ, bếp, bàn ghế, giường ngủ đặt ở vị trí này thì cực tốt, được có được tài vận không tồi. Thêm nữa, con giáp này còn cần phải lưu tâm đến phương chính Bắc, là phương mà sao tam bích chủ thị phi bay vào. Nếu phong thủy ở đây trái chiều thì sẽ gây ra những tác động tiêu cực lên sự nghiệp của bản mệnh. Tốt nhất trong năm thì ở vị trí này không nên sửa chữa hay là động thổ, cũng không trồng cây xanh để đồ dùng màu xanh lá xanh lam ở đây. Có thể dùng đồ màu đỏ sẽ thúc vượng vận trình, hóa giải sát khí. Để hạn chế bất tà khí xấu ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy mang theo bên mình phù Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu tài lộc và mang lại sức khỏe, bình an. Như đã hứa ngay từ đầu chương trình thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Quý Dậu Thái Tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình, chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục phát triển và hoàn thiện nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.